Một loài sát COVID ở bên tàu đã gây ra bao ác mộng thế gian. Giờ nhìn người ta sống như là ma, vì đi massage cùng bịt khẩu trang. Sát COVID lan tràn thế giới, từ Mỹ, Pháp, Anh, từ Úc qua tới Lào. Nè COVID không chừa bất cứ ai, gieo sầu đau đến cho con người. Giờ đành sống yên vui ở trong nhà, chớ đi lang thang dính Corona. Rồi thì người ta cách lên thật xa, hẹn anh tháng sau ta nhau với nhau. Gặm một khối căm hờn trong giãn cách, ta nằm dài chờ phong tỏa dần qua. Khinh lũ cô di ngạo mạn ngẩn ngơ, tuy nhỏ bé mà lây lan tàn bạo. Nay xa cơ đang nằm nhà ảo não, để chờ ngày được chích vaccine. Chịu ngang hàng cùng bọn nhóc dở hơi, với cặp chó nhà bên vô tư lự. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, thủa ăn nhậu gái cũ những ngày xưa. Nhớ cảnh chắc ca đón trước đi về, với bóp cày tiền với lòng phấn khích. Với em gái trẻ đón vào phòng VIP 1, mời anh vào. Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng, tự tấm thân mềm mại dịu dàng, cùng các anh hùng cùng ly tay bến. Trên bàn nhậu mắt mù khi đã khuất, làm mây em phục vụ sợ im hơi. Ta biết ta muốn làm một dân chơi thì sẽ tốn hết cha tiền trợ cấp. Nào đâu những đêm vàng sông trận chiến, ta say mềm đứng tè dưới gốc cây. Đâu những ngày mưa chuyện bốn phương ngàn, ta lại hút tô cháo ngon xì xụp. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, mấy anh em quán cốc ta hay ngồi. Đâu những chiều nắng nóng như trong nồi, ta nhấm nháp từng cốc bia mắt lạnh, để thấy rằng đời đẹp biết bao. Tha ôi thời quan liệt này còn đâu. Một buổi sáng nọ, có ba đứa trẻ đến tiệm thuốc. Đứa thứ nhất mua 5.000 đồng cam thảo. Ông chủ tiệm già phải bắt thang leo lên lấy cam thảo ở tầng kệ cao nhất. Ông đưa cam thảo cho đứa bé thứ nhất rồi lay hoay cất thang đi và quay sang hỏi đứa thứ hai. Dạ, cháu cũng mua 5.000 đồng cam thảo ạ. Sao lúc nãy không nói luôn? Người chủ tiệm già lại khệ nệ vác thang ra và leo lên lấy cam thảo. Rút kinh nghiệm, ông hỏi vói xuống đứa thứ ba. Có phải cháu mua 5.000 đồng cam thảo không? Cháu không mua 5.000 đồng cam thảo đâu. Người chủ tiệm thở phào, leo xuống đưa cam thảo cho đứa bé thứ hai rồi cất thang đi. Xong xuôi mọi việc, ông ôn tồn hỏi đứa thứ ba. Vậy cháu mua gì nào? Dạ, cháu mua 10.000 đồng cam thảo ạ. Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya lắm. Anh ta leo lên chiếc xe buýt cuối cùng và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi, anh ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy. Chợt anh ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình không còn ai, đường phố thì cũng vắng tanh. Tài xế cũng biến đâu mất tiêu luôn. Nhưng một điều kỳ lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Nỗi kinh hoàng chiếm lấy anh. Anh ta hoảng hốt hét lên. Cứu tôi với! Có ma!
không ai trả lời. Một lúc sau có tiếng tàu nhào vang lên. Ma quỷ gì cha nội, xuống đẩy dùng xe coi, mẹ thấy bà. Kaboom. Yêu người nước ngoài gọi là ngoại tình, yêu người trong chùa thì là tự tình. Nhưng yêu người bị bệnh nhảy mũi phải kêu là cảm tình. Yêu tới lần thứ tư gọi là tình tứ, mà yêu tới lần thứ bảy thì lại là thất tình. Yêu người bị chảy máu gọi là thương tình. Vậy yêu nhầm bồ người khác bị đánh bầm mặt thì kêu là gì? Thâm tình. Yêu động vật phải chăng là lừa tình? Đang giải quyết công việc mà yêu người ta bảo đấy là làm tình. Còn yêu người ở trong hang đúng nghĩa là động tình. Yêu thêm một người nữa để xê cuột chắc chắn là phụ tình. Yêu người có cây đèn pin phải chăng là tỏ tình? Còn yêu người nói nhiều thì chỉ có thể là ngôn tình. Yêu tất cả những thứ quần áo bên trong chẳng qua chỉ là nội tình. Yêu nhầm người ngốc gọi là si tình. Với các câu đố ngược đời đầy thú vị, bạn đã sẵn sàng chưa? Câu 1. Cái gì càng mua thì càng mắc? Điện và nước. Câu 2. Cái gì càng rửa thì càng dơ? Nước. Càng rửa nhiều đồ vật thì nước càng dơ nhiều. Câu 3. Cái gì càng nặng thì càng nhẹ? Ống kem đánh răng. Càng nặng kem ra nhiều thì ống kem càng nhẹ lại. Câu 4. Cái gì càng tối thì càng sáng? Mặt trăng hay bóng đèn? Câu 5. Cái gì càng đập thì càng sống? Trái tim. Câu 6. Cuộc thi gì càng thắng thì càng thua? Cuộc thi đua xe. Càng thắng lại là phanh lại nhiều thì thua chứ sao? Câu 7. Cái gì càng thêm thì càng thiếu? Nợ. Càng thêm nợ thì thiếu càng nhiều chứ gì nữa? Câu 8. Ăn gì mà càng nhiều thì càng nhỏ lại? Ăn mòn. Cái gì bị ăn mòn mà không nhỏ lại đâu? Câu 9. Cái gì đốt càng nhiều thì càng dài ra? Cây tre hay cây mía? Có càng nhiều đốt thì cây sẽ càng dài ra. Câu 10. Cái gì càng cất thì càng thấy? Cái nhà. Người gian không thích sấm, còn người dâm không thích sáng. Làm giấm thì chua, mà làm chúa thì dâm. Đầm không đầy như tây không đầm. Không nên giỡn quá lố, trong ngày dỗ quá lớn. Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng. Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ. Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang. Không phải ăn cơm chay là thành thiền, và ăn cơm chiên là thành thầy. Người lao động làm lính, còn người linh động làm láo. Người lao động hay bệnh, còn người linh động hay bảo. Người lao động cầm đinh, còn người linh động cầm đao. Sống nhờ lương mà sướng nhờ lông. Người già ngồi câu, còn người giàu ngồi ca.
cứng chỗ đó thì có chỗ đứng. Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng. Cái gì thẳng thì không cong, còn cái gì thỏng thì không căng. Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn. Điếc không sợ súng mà đúng không sợ xiết. Củ không đứng vì cứng không đủ. Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết. Ngày xưa các cụ có câu, còn ngày nay các cậu có. Có gì hả? Có gì thì các bạn biết rồi đó. Hùng. Hùng vừa hiền, vừa nghèo, vừa khờ. Vườn nhà Hùng đông toàn là cà và mì. Hùng buồn vì nhà mình nghèo. Hùng bèn làm nghề trồng hành và ngò. Hùng trồng hoài mà nghèo hoài. Rồi Hùng làm nghề cầm đồ. Hùng cầm đồ gì mà cầm nhầm toàn là đồ tàu. Buồn. Thùy. Thùy là bồ Hùng. Thùy là người hiền lành đàng hoàng. Nhà Thùy thì giàu, mà giàu tầm tầm nhà Hùng. Thùy hô Hùng rằng Thùy cần nhiều tiền, cần vàng, cần dâu. Hùng mà nghèo hoài là Thùy xù Hùng. Hùng càng buồn rầu vì mình là thằng nhà nghèo. Và rồi Hùng làm nghề treo tường vào nhà người. Chiều Hùng treo tường vào vườn nhà thầy Thành. Nhà thầy Thành là nhà lầu 10 tầng. Nhà thầy Thành giàu. Vườn nhà thầy Thành trồng toàn là xoài và hồng. Hùng nhìn mà lòng thèm thuồng. Đen nhà thầy Thành còn. Hùng nằm ngoài vườn chờ mà lòng bồn chồn. Thầy Thành ngồi bàn trà cùng bà nhà. Thầy thì thầm và dòm truyền hình màu. Đài truyền hình về người đàn bà lùng cùng vườn đùi cày ngoài đồng. Thầy tò mò nhìn hoài, rồi thầy cười. 10 giờ, đèn nhà thầy Thành mờ dần, mờ dần, mờ dần. Thầy Thành cùng ba nhà vào phòng, khò khò khò. Hùng nằm ngoài vườn, lòng mừng thầm. Và rồi Hùng từ từ treo tường vào nhà thầy Thành. Hùng lần dò tìm tòi. Ô, đồng hồ vàng. Ô, truyền hình màu. Và này là tiền vàng đầy thùng. Hùng mừng vì mình gần giàu và ngồi cười. Thầy Thành nằm kho kho mà lòng bàng hoàng. Ô, giờ này mà nhà mình ồn ào vậy à. Thầy thì thầm khều khều bà nhà. Bà à bà. Bà nhà thầy Thành. Thầy Thành càng bồn chồn, còn Hùng thì bần thần. Và rồi Hùng nhoai người, treo tường, chuông tại nhà. Thầy Thành hoang hồn và thầy lầm bầm. À, thằng Hùng, lần này mày vào tù. Hùng vào tù rồi thì Thùy càng buồn. Thùy buồn vì mình mà Hùng vào tù. Thùy thề rằng ngày Hùng rời tù về nhà là ngày Hùng và Thùy nằm cùng giường hoài hoài. Nằm cung giường rồi thì Hùng làm gì thì làm. Thùy thầm thì cùng mình và cười.